cái việc mà một tiểu thơ và một anh chàng dancer rất bình dân như vậy quen nhau thì nó có khó khăn trở ngại gì không con? Con thấy cũng không có trở ngại gì lắm, chỉ là lúc đầu á thì anh Quyền cũng hơi sợ con tiểu thư á, nên là mỗi lần đi ăn lề đường á là anh Quyền sẽ hỏi là em có ăn được không, hoặc là đi đâu nóng này nọ là anh Quyền cứ xách quạt xách đồ để quạt cho con á, chăm con đúng không, chăm một tiểu thơ cho con đúng không? Ờ nhưng mà Quyền nó hay lắm, nó thuần hóa một hồi là nhỏ này hết tiểu được thơ không ta? Em xin giới thiệu, em là Mạnh Quyền, em đến từ Huế. Em là một vũ công, cũng là biên đạo và cũng là giáo viên dạy nhảy cho các bạn nhỏ cũng như bạn lớn. Wow. Quyền là năm nay nhiêu rồi hả Quyền? Dạ năm nay là chắc em 28 rồi á. Quyền là một bạn biên đạo rất rất giỏi luôn. Vậy hả chị? Tại vì là chị đã làm việc với Quyền trong cái chương trình Tinh Hoa Hội Tụ. Tinh Hoa Hội Tụ. Dạ. Ờ, và bạn này là quán quân. Dạ. Rồi bây giờ mời em. Xin chào cô chú, con là Bảo Ngọc, năm nay con 22 tuổi. À, con cũng còn đi học. Con học đại học gì? Dạ con đang học ở Đại học Hoa Sen về chuyên ngành về Media Direction. Ồ, giỏi quá. Quyền đã lén lấy vợ lúc nào cô không biết luôn á Quyền. Lúc đó là con chưa đúng không? Đó là Bảo Ngọc đang theo sát số hậu trường với con, sau những cái giúp con về những cái vấn đề là quản lý dancer rồi bao la trang phục rồi lo những cái buổi tập của con, luôn luôn đứng sau ánh sáng của con. Bây giờ con kể cho chương trình nghe. Đó, cái câu chuyện tình yêu của các con như thế nào? Và lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau? Con lần đầu tiên con gặp Bảo Ngọc thì chắc là 2015. Nhưng mà chắc là sau lần đó là con không nhớ Bảo Ngọc là ai cả. Bởi vì lúc đó là con đang thi một chương trình là Show You Think You Can Dance, một cái chương trình riêng về vũ công. Thì Bảo Ngọc là nhà của Bảo Ngọc là người Huế mà. Người Huế luôn luôn cổ vũ cho những cái người miền Trung như thế này. Thì nhà Bảo Ngọc rất là thích con, rất là kiểu bạn này tới Huế này, người Huế này vô ủng hộ hết mình. Con Bảo Ngọc cùng được chụp ảnh với con và sau đó xong cả là con không biết, bởi vì giống như một người bình thường là con biết okay. Anh Quyền thôi chứ anh Quyền không biết con. Đúng rồi. Nhưng mà cái lúc đó là con đã cảm thấy cảm mến anh Quyền chưa hay chỉ là ngưỡng mộ bình thường thôi? Dạ lúc đó thì con chỉ giống như là ngưỡng mộ là tại vì về tài năng của anh Quyền. Nhưng mà bao lâu thì các bạn mới bắt đầu là coi như là liên hệ với nhau và trò chuyện với nhau nhiều hơn? Thật ra là cái này là một cái duyên nhá, là từ ba của Bảo Ngọc. Con nói chuyện với ba Bảo Ngọc là con không xin là chú, con xin là anh chị đó. Được. Thì kiểu giống như lúc mình là kiểu đối tác bởi vì anh Hoa liên hệ con gian dựng một cái bài để cho Bảo Ngọc biểu diễn trong trường. Thì trong cái quá trình tập luyện dần thôi thôi con cùng tên với nhau. Trước đó là con cũng gian dựng cho nhiều nghệ sĩ nhưng mà đối với học sinh á cấp ba thì đây là chắc là bài học đầu tiên của con. Đầu tiên đúng không? Thì cũng là giúp Ngọc lại được 2 giải quán quân rồi đó. Nhưng mà bao lâu thì con cảm thấy là có một cái sự gọi là tương tác nhẹ và cảm mến nhẹ bé Ngọc? Chia sẻ lần đầu thì con lúc mà con tập về Bảo Ngọc thì con chả biết Bảo Ngọc là ai luôn. Cho đến khi mà Bảo Ngọc nhận tin á là con của ba Hoa, anh Hoa lại bắt đầu là bây giờ mình phải để ý hơn bởi vì người ta book mình bây giờ mà con gái của người ta mất tích với số tuổi ấy. Rồi thì là về sau thì có bắt đầu để Bảo Ngọc, bắt đầu cho Bảo Ngọc vào những cái vị trí quan trọng và làm những cái động tác rất là khó nhá. Liên quan đến bưng bê nhào xoay rồi Bảo Ngọc gánh hết. Bao nhiêu lúc con kiểu chưa có tình cảm, chỉ là tập luyện học sinh mà, đừng nói học sinh quậy làm được là mình la luôn bên này. Tụi con chưa có thích nhau trong thời gian quá trình tập đúng không? Mà sau khi đạt kết quả rồi, sau khi đạt quán quân rồi này kia nọ thì chắc là lúc đó bắt đầu mới nhìn lại và thấy là giống như mình cảm mến cái con người này đã đưa về cho mình một cái thành tích vẻ vang như vậy đúng không? Thì cái tình cảm nó có một sự thay đổi nhẹ đúng không? Có nghĩa là thay đổi nhẹ là sau kỳ giải quán quân đầu tiên. Thấy chưa? Đó, xong rồi vừa rồi là kiểu là con ở đây một mình mà. Thì con có nuôi thêm 2 em cúm. Thì con vô tình con nói là Tết mèo ơi qua giúp anh chấm cúm này đi. Rồi có gì ra Tết anh dừng đi chơi rồi bắt đầu coi phim để mà cảm ơn. Thì đó từ từ bắt đầu những cái mối quan hệ. Quen lúc đó là con đã học đại học chưa? Dạ chưa. Lớp 12. Dạ. Cái lúc mà con mới với anh Quyền á là thầy chủ nhiệm biết. Xong rồi thầy chủ nhiệm. Mẹ anh Hòa. Dạ, mời phụ huynh lên. Thầy cũng nói chuyện với mẹ con nói là cũng biết là cái ngành nghề của anh Quyền là rất là hay va chạm và cũng không biết là anh Quyền như thế nào á. Lúc đó rất là mới, không biết là anh Quyền có thật lòng hay không hay là quen một vài tháng rồi ảnh hưởng tới con và lúc đó cũng sắp thi đại học nữa. Thì lúc đó thầy rất là lo, quen ai thì mẹ rất là cấm đoán luôn. Giống như mẹ là sẽ theo dõi để biết là con đi đâu. Nhưng mà từ lúc mà mẹ biết anh Quyền á là tuy là bị mời phụ huynh nhưng mà mẹ lại ngược lại là mẹ
thích anh không, Quyền không nghe thầy mà lại rất là thích anh Quyền và rất là ủng hộ. Nhiều khi là do đồng hương á, đúng không? Dạ, hay con nghĩ là cũng do là cái quá trình mà con từ đó vào con lập nghiệp ở đấy á, thì ba mẹ cũng theo dõi được những cái gì mà nó xuất hiện trên truyền hình hàng ngày, cộng với là mẹ cũng đi theo để hiểu được và cái chia sẻ, thì có nghĩa là có một sự đồng cảm. Quyền thì chắc chắn là phải, cái công việc của Quyền là đi rất là nhiều. Vậy thì mỗi lần Quyền đi như vậy thì con có đi theo hay không? Trước lúc mà cưới á, thì ba mẹ không có cho đi qua đêm. Đi theo mấy cái chương trình thì quay rất là khuya. Thì kiểu khoảng thời gian đầu thì ba mẹ rất là bị sốc á. Tại vì đó giờ con gái cứ là 9-10 giờ là đã về tới nhà rồi, mà giờ đi tới 1-2 giờ sáng chưa thấy mặt mũi đâu hết. Cái một khoảng thời gian thì ba mẹ cứ đợi cửa, là cứ đợi phải mở cửa cho con về. Cái lúc sau thì ba mẹ cũng mệt quá nên đưa chìa khóa luôn tụi mẹ. Anh mệt mỏi quá. Thì bắt đầu là chỉ là 8 giờ có mặt rồi. Từ khi đi với con thì bắt đầu là từ 10 giờ, 11 giờ, 1 giờ đêm, 2 giờ, 3 giờ mới về. Con là ở nhà là con là con một hay là có anh chị em gì không? Dạ, con là con gái lớn, có một em, nên là ba mẹ rất là sợ con hư á, và rất là cưng luôn. Như vậy thì cái việc mà một tiểu thơ và một anh chàng dancer rất bình dân như vậy quen nhau thì nó có khó khăn trở ngại gì không con? Con thấy cũng không có trở ngại gì lắm, chỉ là lúc đầu á thì anh Quyền cũng hơi sợ con tiểu thư á, nên là mỗi lần đi ăn lề đường á là anh Quyền sẽ hỏi là em có ăn được không, hoặc là đi đâu nóng này nọ là anh Quyền cứ xách quạt, xách đồ để quạt cho con á. Chăm con đúng không? Chăm một tiểu thơ cho con đúng không? Đó. Nhưng mà Quyền nó hay lắm, nó thuần hóa một hồi là nhỏ này hết tiểu được thơ. Không ta? Tại vì nè, đã từ năm 20 bao nhiêu đó, 19. 19. Là đã đứng ở sau lưng hậu trường để mà lo hết những cái công việc của bạn này. Ghê lắm, biên đạo múa coi như là huấn luyện từ hình thể cho tới tâm hồn. Quán quân trong công việc, trong các cuộc thi, nhưng mà cái việc quán xuyến tiền thì sao? Dạ đây ạ. Thì thực ra là cũng một phần là con không biết sao nữa, nhưng mà từ lúc mà con quen Mèo á, và chỉ có một năm thôi thì con giao hết tất cả nhờ tiền của con cho Mèo luôn. Bởi vì đối với bản thân con của công việc á, là con thích được sáng tạo, con thích được làm, con thích được cái cảm hứng nó tuôn trào ra. Con thích sử dụng những cái trải nghiệm của cuộc sống của con để mang vào những cái tác phẩm con dàn dựng. Tôi sống bao nhiêu tiền là cứ để đẩy vào đây. Không quan tâm dự định cho tiền. Chuyện tiền bạc đó là nó mệt lắm, nó trồng cục cái tác phẩm của mình liền. Hay quá chị Một ơi. Rồi hai đứa yêu nhau, một cô gái nhỏ nhắn như vậy, rồi cái việc mà tỏ tình cầu hôn nó có cái gì đặc biệt không con? Là bằng nhỏ này nó cứ hỏi là cứ nghĩ đến lễ cưới, bởi vì ước mơ của bạn là muốn cưới vào 58 tuổi. Từ nhỏ là cứ nghĩ trong đầu là 18 tuổi là phải lấy chồng như đó. Giáo kỳ đó trong đầu con nhiều, thì con thì cô việc là con không còn nói nhiều. Xong rồi có một năm là năm 2020 thì bắt đầu là con quyết định là tỏ tình, tỏ cầu hôn nhé. Thì con làm một cái bài rất là hay, rất là dễ thương, rất là dưng dạ luôn, của bên bằng một đồng minh chúng bằng bộ điệu luôn, con nhảy luôn, con mà hai con khổng lồ chạy quanh ngoài ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nữa. Thì đó là một cái clip rất là viral ở trên TikTok cũng như là Facebook. Thì con làm một cái màn cầu hôn cho nàng, nhảy đến nửa bài cũng chưa biết mình làm được cầu hôn. Vậy hả? Hôm đó đồng chơi nàng đi làm tóc làm đẹp, nó ủa có ai tiết lộ bí mật gì không? Nguyễn Đạo nó kiểu mọi người ơi, hôm nay Mèo làm tóc này sao bắt đầu đó? Ủa gì vậy, có ai tiệt lộ gì đâu. Mà có cũng có cái phòng tập ở nhỏ ở nhà, mỗi lần mà mọi người tập và Mèo đi lên là tập nhạc đứng nghiêm, rồi bắt đầu giãn cơ, rồi chuyển qua giãn cơ. Không ai biết cái xong bài và nhỏ đi xuống cả lúc đông Nguyễn Đạm nhảy tập bài để cái nhà mà kiểu là rất là nhỏ mà phải bị cái tai và nghe để tập cho xong cái bài. Rồi bắt đầu là hôm đó thì con nhớ con dắt Mèo ra, cái cảm giác đầu tiên của con á là thực ra là mình đã chuẩn bị kế hoạch này rất là rõ ràng, là rất là tốt, nhưng khi mình chuẩn bị bước vô nhảy là con cảm giác là cái chân con không có cảm giác nhảy luôn, kiểu bị lo lắng hồi hộp rung á. Thì bắt đầu không biết mình làm người tốt không, rồi bắt đầu là khi mà nhảy đến nửa bài và nhỏ rồi vẫn không biết là mình được cầu hôn. Lúc đó anh Quyền không nói được luôn, anh Quyền nói mà kiểu không biết là mình sẽ phải nói gì á. Có gì nào được một câu duy nhất à, làm vợ anh nhẹ. Làm vợ anh nhẹ. Như vậy là bây giờ tụi con ở là vợ chồng là nay được nhiêu lâu rồi ta? Nếu như vậy thì chắc là tụi con ở trong cái thời điểm dịch là từ lúc định hôn này giờ là một năm rồi đó. Mới quá chị ơi. Có. Không biết có cái gì nó lòi ra không chị? Thì bây giờ hỏi đi. Nó nghe nè, một năm ở với nhau như vậy thì có mấy cái tật xấu nào của Quyền nó lòi ra không? Rồi có những cái tật xấu nào của Mèo mà Quyền thấy nó nhiều quá không? Cái này thì con nghĩ là từ lúc mà quen là có cái tật đó rồi. Thôi bây giờ kể đi con. Là con nghĩ là mỗi lần mà Mèo là hay hét, đúng là tiểu thư hét một phải là nguyên cái nhà là đứng từ trên nghe được, hết ba mẹ đều nghe được hết.
kiểu ba mẹ quen rồi, chiều cứng mà. Đây là con gái ruột của ba mẹ mà. Kiểu con hẹt cùng vậy thì mỗi lần méo hẹt của con cũng kiểu rèn rèn đúng không? Mà kiểu mất là kiểu mỗi lần mà méo mà tất một cái là mắt mới nhìn mồn liệt quá cả là ý trai con mèo đổi mắt mà. Là phải sợ. Ủa mèo mèo mèo, hét làm sao mèo? Con Candy nhà em á, y chang. Đó. Con hét gì không? Dạ không, nhỏ hơn xíu. Thì mèo còn ngủ muốn, ngủ dậy muốn. Ngủ nướng đúng không? Ngủ nướng nhiều. Thực ra là con cũng thương mèo và bởi vì từ nhỏ con cũng ở trong một cái gia đình không có điều kiện nhiều thì con cũng quen với cái việc là phải chủ động làm mọi thứ, rồi con cũng dọn dẹp, con cũng từ rửa chén bạc và mọi thứ. Nàng có biết nấu ăn đâu, bắt đầu phải học cách nấu ăn rồi. À, dần. Không biết nấu ăn đúng không? Rồi, nhưng mà cũng phải tìm cách để học. Thì đâu bây giờ là... biết nấu chưa? Dạ. Biết sơ sơ. Sơ sơ được mấy món rồi con? Cắt món luộc đó. Không? Dạ, con biết nấu luộc hoặc là cái gì con không biết thì con sẽ lên con coi trên YouTube xong rồi tự nấu. Con không biết là chị vợ này có dính vào những cái tật giống như các chị vợ còn trẻ tuổi trong cái thời đại mà 4G này không? Tức là hay mua sắm online không? Yes. Shop. Vô sổ rồi, vô sổ luôn. Nhưng mà thực sự con cảm thấy điều đó rất là tốt bởi vì mua cho con nhiều. Mua cho con nhiều bởi vì đấy là mang danh là tiểu thư thì chị biết là được quan tâm, nhưng mà khi mà quen con là con trước đó là bởi vì con không có mua sắm nhiều đi, là con chỉ có cần vô tập rồi là xong rồi. Nhưng từ khi mà quen mèo là mèo mua đồ tùm lum mà mua là chủ yếu là cho con này. À, vậy mèo. Là cái đó không phải là tật không xấu là rồi, tật rồi. Là tật tốt. Nhưng mà giờ theo con thì con muốn vợ con thay đổi điều gì để vợ con hoàn hảo hơn, tức là perfect nhất luôn. Perfect nhất của con thì con muốn vợ của con bản lĩnh hơn. Bản lĩnh hơn là có nghĩa là không cần phải phụ thuộc vào chồng của mình. Mình có thể chủ động mọi thứ. Thì mèo đang làm tốt điều đó. Con giao lại việc quản lý nhóm, các bạn nhỏ đó mọi thứ để mèo trở thành một cái gì đó là thay con, để con có thể có nhiều thời gian hơn để sáng tạo. Rồi giờ tới mèo đó con. Tật xấu anh Quyền thì con nghĩ chắc lúc mà anh Quyền đi tập á thì anh Quyền hay ném giày các bạn á. Nóng tính đúng không? Dạ rất là nóng tính, nhưng mà khi mà không có giày để ném á thì ném luôn điện thoại. Trời ơi. Nên là con phải đi sửa hoài luôn. Có nóng tính nè, cọc nè đúng không? Có bừa bộn không hay là gọn gàng hay là anh Quyền gọn lắm, anh Quyền ở nhà anh Quyền dọn hết. Có la con không? Vừa làm vừa la không? Dạ không, anh Quyền tự làm, tại vì anh Quyền đi dạy về rồi thì con vẫn còn ngủ, cái anh Quyền tự làm luôn, cũng cho con ngủ vậy. Thì mèo có mong muốn anh Quyền thay đổi điều gì không? Đừng quan điện thoại nữa, thí dụ. Đúng rồi, đừng quan điện thoại nữa, tốn tiền. Mất nóng tính đúng không? Dạ, anh Quyền cần khi mà đi tập cũng phải biết để ý thời gian để có thể giữ sức khỏe hơn. Có hôm là đi về là ngủ ngoài sofa luôn, mà mở cửa tan hoang gì á, là không, anh Quyền quá mệt rồi á, cứ đi vô là nằm đâu cũng ngủ được hết, xong rồi mở cửa tan hoang rồi luôn. Thực ra thì đến một tuổi nào đó con phải ngưng cái đó lại. Dạ đúng rồi. Con phải điều tiết lại đúng không? Con mới cảm thấy rằng là mình không bao giờ thành công khi mình đi một mình cả. Nếu con muốn xây dựng một nhóm và một đúng bạn rồi. Và một gia đình, con quay lại cùng nhau để mình họ trải nghiệm được cái cách mình làm việc, trải nghiệm được cái thời gian của mình trải qua và bắt đầu sẽ xé bớt công việc cho mình hơn. Ok, rồi xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình Vợ Chồng Son và chúc cho hai con sẽ luôn vui tươi như thế này và mãi mãi hạnh phúc nha. Dạ vâng ạ. Em tên là Ngọc Linh, em 25 tuổi, em đến từ An Giang. Em làm công tác ở đâu? Em lấy chồng rồi, em cũng về quê. Em có mở một cái tiệm chuyên nail á. Nail? Ở dưới quê luôn. Mở tiệm nail. Làm bóng nữa phải không? Ừ, quê mở làm bóng. Rồi. Dạ em tên Ngọc Tài, em ở An Giang luôn, cùng quê với vợ em luôn. Em năm nay 27 tuổi. Tài đang làm công tác ngành nào? Dạ em công tác bên nhà công đám cưới. À ừ. Vậy hả? Em đánh nhạc cụ gì? Organ. Organ. Dạ. Thôi giờ hai em kể cho chị Vân với anh nghe là chuyện tình của hai em như thế nào. Em thì biết chồng em á là 2 năm về trước, nhưng mà hai đứa biết nhau mà không có ai mà nói chuyện với ai chứ á. Tại lúc đó là anh đi chơi với bạn ảnh, em đi chơi với bạn em. Cái xong rồi vô tình 2 năm sau em đi về quê. Cái em gặp lại ảnh trong cái sinh nhật của anh. Quê cô là ở An Giang rồi mà cô còn về quê. Tại vì vợ lúc đó ở Sài Gòn. Em làm việc ở trên Sài Gòn. À, dạ. Đó. Em cũng được mời cái đám sinh nhật đó. Rồi em vẫn lời đám sinh nhật mà chiều bữa đó em còn có show để đi đàn. Rồi xong thấy vợ em, xong rồi em rủ vợ em đi xem em đàn luôn. Em đi chơi rồi xong anh chở em về, về nhà xong cũng có nhắn tin, cũng có điện thoại. Mà lúc đó hai đứa chưa có gì hết trơn á, chưa có ngỏ ý gì với nhau hết trơn á.
em về dưới thì được khoảng 10 ngày, cái bắt đầu em mới có suy nghĩ là em đi lên Sài Gòn lại. Thì lúc đó ảnh có nhắn tin cho em, ảnh nói là ảnh muốn quen em. Em cũng chưa có nói gì hết, nhưng mà em nói là em sẽ đi Sài Gòn. Thì nếu mà em đi Sài Gòn vậy thì sao quen được. Rồi cái anh nói thì em cứ lên đó làm đi, rồi anh rảnh thời gian nào thì anh lên thăm em giờ đó. Mà anh nói cho em tự tung tự tác ghê lắm. Ở đâu? Ở dưới quê đó. Là xa đúng không? Dạ, em lên Sài Gòn, chồng em vẫn ở dưới An Giang. Dạ. Rồi sao em biết ảnh tự tung tự tác? Sao em biết? Tại vì ở dưới em có tai mắt hết rồi chị. Trời ơi, tai mắt hết rồi chị. Không nghĩ là vợ em biết thì cứ đi đám cưới thì gặp cô này dễ thương thì xin số nói chuyện qua lại vậy thôi. Thôi. Lúc đầu thì ảnh nói chuyện nó nghe chững chạc lắm, cái gì cũng nói nghe hay lắm. Mình thì mình nghe cái mình tự nhiên mình cũng tin tưởng. Giống như mình dạy, mình dạy vậy đó. Cái đùng ra cái quen nhóc hết trơn luôn. Quen nhóc hết trơn luôn. Dạ, nhóc hết trơn luôn. Ghê lắm. Rồi sao? Rồi quen người ta rồi có làm chuyện gì động trời đó không? Dạ có, nhiều lắm. Bây giờ kể một vài câu chuyện động trời cho anh nghe đi. Ông anh ở dưới quê chơi thân, cháu ruột của cái anh đó mới có 17 tuổi à, mà dám chở con người ta đi khách sạn. Mà chỉ cái lời đó là chỉ đi cái đồn thôi, chứ thật sự là đi ăn ban đêm. Mà có chở không? Có chở mà chở đi ăn thôi. Mà ăn trong khách sạn, ăn ở đâu? Ăn ở ngoài quán quán cứu gỗ. Rồi chở. Nhưng mà mình đâu gì? Có biết, mình đâu có biết được là có đi khách sạn hay không đâu. Nhưng mà biết chắc chắn là người này chở người kia đi, mà đi mà khóa máy luôn, mà tính bơ luôn vậy đó nha. Đi cái em điện xong vừa về tới nhà là có người nhắn tin cho em liền. Ông anh đó ông nhắn tin cho em liền, ông nói là tại về tới nhà rồi kìa. Lúc đó em đang ở trên Sài Gòn mà em đâu có ngủ được đâu anh. Tức, mình tức. 1-2 giờ sáng điện về tới nhà, điện cho ảnh, xong cái ảnh nói anh về tới nhà rồi, hỏi ủa sao em điện cho anh không được. Cái anh nói tại má anh hết pin. Mà em bình tĩnh lắm nha, em không nói gì hết trơn á. Vậy thôi anh ngủ đi ha. Anh cũng nói anh mệt quá, anh mới đi đờn về mệt quá, anh ngủ nha. Rồi tắt máy ngủ. Em ở trên đây em tức, em ức nha, em ức mà em đệ. Em đâu có ngủ được đâu, em thức sáng một đêm luôn. Rồi bây giờ có câu chuyện nào mà động trời không? Mà khiến cho em quyết định là có mém mấy chơi á, chia tay á. Dạ là cái lần mà gần Tết, gần chuẩn bị đám cưới rồi, là coi ngày hết rồi, là biết ngày hết trơn rồi. Em vô tình em mất cái điện thoại, ảnh mới tự dưới quê ảnh đem cái điện thoại lên cho em xài. Có một cái chương trình like á, mở ra toàn là cuộc điện thoại, toàn là tin nhắn không, hai người hẹn hò Tết trở về đi khách sạn. Ông nói gì vậy ông ơi? Ông sợ ông quen ai ông cũng hốt tao đi khách sạn không ơi? Ông nội làm như ông có cổ phòng với khách sạn hay sao? Tại em cái tính em hơi đào hoa, tại vì xa vợ mà hơi đào hoa tí. Đào hoa mà không phải không có hơi, làm gì hết, chỉ có tin qua lại vậy thôi. Tin qua lại vậy thôi chứ không có chuyện gì xảy ra. Tại vì em tin tưởng, em cũng tha thứ 1-2 lần rồi. Trong lòng mình cũng bị tổn thương, cứ nghĩ tới là cứ khóc. Em quyết định em chia tay. Anh điện thoại cho em nói chuyện giống như cái xác mà không có hồn vậy đó. Cái xong rồi cái em mới nghe kinh Phật, lúc đó là em bắt đầu em nghe kinh Phật. Mỗi lần mà em nghe là em khóc. Tại vì mình tin tưởng á. Em cứ nói đi, em khóc cho chồng em thấy là không, là thực sự là em rất là bế tắc trong cái thời điểm đó, rất là buồn. Em mới đánh đổi, em tha thứ hết cho ảnh. Giống như em đánh đổi cái tấm lòng của mình, em dành cho ảnh hết, tha thứ hết. Để nếu mà sau này ảnh biết, ảnh thấy cái tình cảm mình đối với ảnh như vậy thì ảnh sẽ thay đổi, thì mình sẽ được hạnh phúc. Còn nếu mà mình không may mắn ảnh như vậy nữa thì coi như là mình, số mình mắc nợ ảnh. Khi mà cưới nhau về có thay đổi cái tính lăng nhăng không? Cũng có. Ngay cái ngày đêm đồng phòng á, cái cô bé mà gọi điện là Tết về sẽ đón á, nhắn tin cho ảnh á, hỏi đám cưới cho anh rồi có hình chưa, rồi ảnh nói là chưa em. Rồi con bé nó nói là khi nào mà có hình á anh gửi qua cho em nha. Cái cảm giác của em giống như là con bé nó chấp nhận ảnh có vợ rồi nhưng mà vẫn muốn qua lại với ảnh. Mà em thì đâu có nói gì, vẫn nói anh đã có vợ rồi, đừng nhắn tin cho anh nữa. Người kia nói ok rồi không nhắn tin nữa, từ đó tới bây giờ là vẫn không nhắn tin nữa. Nhưng mà rồi nghe xong rồi còn động phòng được không? Không. Không. Sao động phòng nổi? Xong rồi nói đủ thứ chân này, xong ảnh cũng năn nỉ, anh nói là anh không có gì đâu để anh nhắn tin vậy. Xong rồi cũng năn nỉ vợ, năn nỉ hồi rồi cũng phang nhau cái đi ngủ. Trời đất ơi. Tại vì trước đó, tướng đó là ăn sâu không, con hứng ở đâu mà không là nghĩ lúc đó rồi. Nói chung là tôi cảm ơn em đã cho tôi một cú té mà nói là nó quá tuyệt vời, tại vì em đã dẫn dắt câu chuyện nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau về, ngoài cái việc là anh ấy lăng nhăng hả, anh ấy còn có những tật xấu gì không? Có, đã thay đổi rồi nhờ em nghe kinh Phật giờ.
Về có 2-3 ngày là lộ ra hết luôn. Lộ ra hết luôn? Dạ. Lúc mới cưới, chưa có cưới là cái gì à, anh cũng chín chắn, nói chuyện rất là chín chắn. Anh là một người biết lo cho gia đình, anh biết thương mẹ. Nói chung là cái gì mình nghe mình cũng thấy người đàn ông này sau này mình sẽ được người ta đỡ đần nè. Nhưng mà về là không có, nó ngược lại hết trơn. Thí dụ giống như nói với mẹ, nói là rất là thương mẹ nha. Mẹ anh lớn tuổi rồi, bây giờ anh không có để cho mẹ anh giặt đồ của anh mặc hồi đó giờ anh giặt không à. Nhưng mà về hỏi mẹ không có, bắt mẹ giặt không à. Vậy là nói xạo. Dạ. Đúng không? Còn cái gì nữa không? Còn còn nhiều lắm. Giống như chất chứa trong lòng á, đúng không bà con? Không, chất chứa trong lòng bữa nay mới được khui đúng không? Dạ, bữa nay mới được khui. Lúc bình thường rất là thương vợ, cái gì cũng vợ hết trơn á, lo lắng cho vợ. Nhưng mà tới lúc nhậu vô là cọc tính, nói chuyện láo lắm. Coi dù mới cưới về cái chưa gì hết, ảnh nghe cái đêm hay chưa nhàn nhạt thì em thấy là cái lúc đó là ảnh lo làm quá đi, thì mình sợ anh đói xỉn hết rồi, còn có mấy người ngồi lại với hai chồng em mà em mới lo cho anh ăn, em mới đút cho anh ăn. Cái anh quay, người ta mệt muốn chết còn bắt người ta ăn ơi hết là gì. Hay anh nói em vậy đó mà cái mặt láo lắm. Con mắt á thì con đậu con bay à. À, mà nói chuyện mà liếc vậy là thấy có một con à, con kia mất tiêu rồi. Mà nghĩ là mới cưới, mới mua cái vàng đồ là bữa tối bữa đó nhậu, mà hai đứa em với vợ em, mà những người gây chuyện là em nói là em lớn tiếng như vậy em, xong rồi lôi ra vợ đồ về nhà mẹ, chạy chở về nhà mẹ đồ ly dị, hai đứa đi vậy đi, chở em luôn, vợ em đòi em đòi đi về. Em nói mẹ sáng mẹ phải về đây mẹ rước con, mẹ không rước con về là con chết. Cái xong cái hả anh quay qua anh nói là khỏi đi, khỏi đợi mẹ rước, giờ em muốn đi tôi chở em đi. Xong đùng đùng chở lên Sài Gòn hả? Không, chở về nhà mẹ em á, nhà ảnh với nhà em á, chả gì chả gì là mẹ chú quê đúng không? Dạ. Anh đùng đùng lên, ông nói vậy cái xong anh mở cửa anh la làng lên, anh nói mẹ cha ông bà cái đêm qua coi nè, vợ con hả, mà giờ nó đợi gì bển, con chở nó gì bển, nó chống với con hả, cho nó chống với con nè. Là la bà Hải đúng không? Dạ, là tự nhiên nhảy khơ lên vậy. Ảnh là có cái chuyện gì là ảnh cũng nhảy cựng lên vậy. Giống như ông giống như chí phèo vậy. Rồi xong. Rồi xong. Xong rồi bữa đó làm sao? Chở em về nhà làm sao? Chở em về nhà xong rồi. Ở nhà ảnh á thì ảnh nói chuyện hả lên mặt lắm. Về nhà em á giống tính queo vậy nè. Xìu xuống. Ảnh nói là lúc đó là ảnh chở em về xong là ảnh đi về luôn. Mà lúc về rồi xong em đi vô phòng em đóng cửa cái gầm lại là không chịu đi về, ngõ ngoài giống hoài luôn, nói chuyện với mẹ xong rồi đóng cửa lại, leo nhà em có cái bức tường á, leo từ trên, leo từ phòng này qua phòng kia nhảy xuống. Trời ơi, năn nỉ lại chứ không năn nỉ mắc vợ sao. Nhưng mà bây giờ là lúc đó đang ở trong phòng mà giờ leo tường vô vậy, rồi lúc đó em sao? Thì leo tường vô thì cho vô chứ em giờ em biết vô sao vô rồi làm gì? Vô xong rồi năn nỉ nằm kêu ngủ đi mà em khóc hoài, em khóc hút hít vậy cũng năn nỉ xong rồi cái mà lúc đó em bị lên cơn đau tim á, em cứ hớt em thở không được á mà mình tức nữa. Cái xong cái anh sợ á là lạng mẹ đừng nói mẹ, tại vì mẹ em ngồi bên phòng kia mẹ em la cái mẹ đừng nói nữa, vợ con lên đau tim mà mẹ đừng kể nữa. Cái bà sợ quá bà đi qua bóp dầu ha cho em rồi. Cái em khóc, cái anh cũng khóc luôn, anh năn nỉ anh xin lỗi vợ anh xin lỗi nha, khóc quá chứ khóc luôn. Xong rồi em mới thấy vậy cái em mới cũng xìu cái xuống tim rồi, cái xuống tim dạ. Rồi sao sao xìu rồi ngủ rồi. Tới sáng thì thôi đó, chứ không có gì không? Không xỉn là bốc hàng nổi. Không xỉn là chắc cũng không tha đâu á. Không xỉn là không tha đâu, tha đâu. Đến tài đó em. Vợ em thì được cái tánh là gan trai á, ví dụ như ngồi trong bàn nhậu mà hai ba người trong đó nó ghét hai người thì nó cứ gà mặt nạt nộ gì đó bỏ đi, không nhậu với người đó nữa. Công việc em thì công việc giao lưu, thì là em muốn thì vợ em sau này sẽ sửa cái tánh mà đánh đá tí xíu đó, ví dụ như không ghét người ta thì vẫn ngồi đó với người ta, với chồng con, với chồng vợ, với chồng. Rồi sao nữa, còn thật xấu gì nữa? Cô ấy có thật xấu không? Kể có, đi cũng có gì có kể đi. Mà lên đây cũng quá em quên mất tiêu. Em có muốn chia sẻ những gì về trong lòng của mình, có muốn chia sẻ điều gì đó để cho vợ mình hiểu mình không? Thì sống chung thì cũng được gần 10 tháng rồi, thì bây giờ em mới hiểu ra là vợ rất là thương em rất là nhiều, chu toàn hết. Thì em muốn sau này hai chồng cũng nắm tay nhau suốt cuộc đời này để nuôi gia đình mình. Thì
Những chuyện đã qua có muốn nói gì với vợ mình không? Anh yêu vậy. Trời, muốn khóc rồi kìa. Yêu thì ta ôm một cái rồi ta hung một cái đi. Thì đừng có phan thôi, hiểu không? Đứng lên. Đứng lên, mà nói gì phải ngồi vậy. Ôm vợ cái đi. Thật sự đó, là đẹp luôn quý vị đúng không? Quá đẹp. Dễ thương quá không, trời quá đất. Không, anh nói với tớ cũng phải về phan cái vậy. Chồng đã. Trời ơi, suốt ngày cái đồ phan hoài. Hai chồng thì chắc họ phan quá. Ta chưa có con mà. Phan kiếm con chứ. Ủa, có muốn có con không? Dạ có. Để đó, chuyện đó để anh lo. Dễ thương quá trời luôn. Ừ. Vậy là bây giờ chồng chỉ muốn vợ là thay đổi cái gì? Tính tình. Bớt gọi là bớt thật đi chút xíu, có nghĩa là những giấu cảm xúc chút xíu. Dạ. Không có ưa người đó nhưng mà kệ thôi, người đó là chồng bạn của chồng mình thôi, kệ. Dạ. mình nén lại chút xíu. Dạ. Rồi là muốn là nắm tay nhau thật chặt, rồi siết tay nhau thật lâu. Đó thì cuối cùng Rồi về còn vợ sao? Còn em muốn anh ấy thay đổi điều gì? Bình thường thì rất là thương vợ, không có cái gì hết trơn á, rất là lo lắng cho vợ, cái gì cũng là vợ hết. Nhưng mà có cái là nhậu vô á, điên lắm. Ai mà khích ảnh á, giống như cái ông anh nó không hay nó chơi mà giữa nó chơi mà giữa nó thiệt, em không có thích. Anh nói nếu mà vợ tao mà nói câu đó là tao đánh gãy răng. Không ai tán vỡ mà nói như thế, cái xong ảnh bị kích động á, dễ kích động á. Thì đó, thì chị nói em nghe, bây giờ em cứ thử đi nha. Dạ. Chẳng hạn chồng mình á, trong coi như 24 tiếng đồng hồ thì trong đó chỉ khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng á là chồng mình ở bên cạnh mình thôi. Dạ. Còn lại 7 tiếng hoặc là 8 tiếng kia là ở với bạn bè. Dạ. Đúng không nè? Thì á, khi nào mà em được lòng của bạn chồng em á. Dạ. Thì mọi cái á, nó sẽ hóa giải được hết. Dạ. Em phải hiểu là đó, cái chuyện mà chẳng hạn như là cái tánh em thẳng á, em bộc trực á, chứ em không thích người này là em tỏ thái độ là em không thích liền. Dạ. Ví dụ vậy. Dạ. Thì chắc chắn là người kia họ sẽ không thể nào đồng cảm được cái chuyện đó của em. Dạ. Và họ sẽ sau khi mà em đi rồi, em bỏ đi rồi thì tất cả những điều đó chồng em nghe hết. Dạ. Hiểu không? Dạ. Con vợ mày tao thấy dày mày mà không dạy nó mai mốt đó, tao nói thiệt mày, nó leo đầu mày, nó ngồi thế này nó kia, nghe hoài. Dạ. Nghe hoài lắng lại thành cái tiềm thức đó chị nói em. Dạ. Thì bây giờ em phải dùng cái cách của em. Ừ. Em xóa hết mấy cái tiềm thức cũ đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Bằng cách gì? Bằng cách là nhỏ to tâm sự với chồng, bằng cách đó là lấy được cái tình cảm của bạn chồng. Dạ. Có nghĩa là em thương chồng là em phải thương bạn của chồng, mặc dù mình khó chịu thiệt nhưng mình phải tạo được cái mối quan hệ đó. Dạ. Thì em thấy mọi thứ nó khác liền. Ừ. Dạ. Hả Gương? Dạ. Thôi nhân đây thì cũng chúc hai em nha. Dạ. Lúc nào cũng thấu hiểu nhau hết. Dạ. Và hạnh phúc. Dạ. Và đặc biệt là trong năm sau có em bé. Dạ. 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 Ok. Rồi cảm ơn em. Dạ, em tên là Tăng Anh Huy, em năm nay 30 tuổi. Thì hiện tại em đang là nhân viên văn phòng, nghề nghiệp là IT. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn. Dạ. Dạ. Mà em? Dạ, em là Quách Diễm Trang, năm nay em 29 tuổi. Dạ, em lúc trước thì em có đi làm kế toán nhưng mà hiện giờ thì em ở nhà nội trợ. Tụi em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới nhau khoảng 1 năm 6 tháng rồi. Có em bé chưa? Dạ, chưa. Chưa. Thôi, hai em kể cho anh nghe là chuyện tình hai em bắt đầu như thế nào? Thì nguồn gốc là vợ em trước đây là bạn của bồ cũ em. Hấp dẫn rồi nghe. Chia tay rồi thì cũng làm bạn bình thường thôi, em cũng không có kêu làm mai mối gì cho em hết. Rồi không biết bồ cũ em với cô này nói sao rồi quyết định là làm mai em cho bà xã em. Là cô bồ cũ em làm mai luôn. Dạ. Tại vì lúc đó là em chia tay bạn trai cũ rồi. Rồi bạn bạn này thấy là em có một mình á, đi về ăn mình á buồn, rồi bạn này mới nói là giới thiệu chồng em cho em. Nhưng mà lúc đó là chỉ gửi hình qua, rồi em với chồng em cũng có chat ở trên Facebook thôi. Ừ. Thì Tết đó em về quê xong rồi em quay lên á thì nó mới điện, nó nói là nó có hẹn với anh này rồi. Ừ. Nó sắp xếp xong hết rồi, hẹn nhau đi trà sữa. Em nói trời sao hẹn không hỏi em gì hết trơn. Nó nói xong hết rồi người ta đồng ý giờ là đi thôi. Ủa sao bạn em nhiệt tình dễ sợ luôn á. Không, lúc mà gặp nhau thì như thế nào? Dạ không có ấn tượng tốt. Tại vì lúc mà gửi hình qua thì thấy ảnh mập hơn. Ừ. Với lại tấm hình là ảnh không có cười, cười mỉm thôi. Ừ. Lúc em gặp ảnh ở ngoài thấy ảnh ốm quá. Ừ. Mà xong cười ra thấy gần ảnh xấu. Vậy còn em? Quý, dạ. Gặp cô này thì sao? Thì bữa đó là ở quán trà sữa, em ngồi, em tới trước, em ngồi đợi thì ấn tượng của em cô này bước vô đầu tiên là cũng không có ấn tượng tốt luôn.
Tại sao vậy? Tại vì cái mẫu người em thích đó là cái mẫu người con gái truyền thống, không có để móng tay là cắt ngắn, rồi không có sơn đồ, rồi tóc là để tóc đen, tóc dài. Bữa đó bước vô một cái nguyên cái đầu vàng khè. Tới lúc tính tiền là lúc đó là anh này tới trước, thì ảnh kêu đồ ăn sáng để anh ăn, xong rồi ba đứa bạn tới sau, thì mỗi đứa đi trà sữa và ảnh đi trà sữa nữa, xong rồi ngồi một chút xíu thì ảnh đòi về. Đã em không có ấn tượng tốt rồi mà mới ngồi chút xíu với ảnh rồi về, cái ảnh mới kêu người ta tới tính tiền. Thì khi mà cái bạn đó tới tính á thì em nói thôi, em lịch sự em nói thôi để em trả cho. Cái xong cái ảnh nghe vậy ảnh để em trả luôn. Cái lúc xong về thì em có hẹn nhỏ bạn ra gặp, em nói kèo này thấy bộ không thơm. Thấy không được rồi, tao thấy từ tướng cũng không được, mà tao thấy đi lần đầu tiên mà để tao trả là tao thấy không ổn, mà trong khi ổng ăn nhiều hơn người ta nữa. Ủa em nghĩ sao mà em để cho bé này trả tiền hay vậy? Dạ, tại vì lúc đó là em mới tốt nghiệp đại học ra, thời đó là em học trong trường em hiền lắm, không có kinh nghiệm yêu đương gì nhiều. Nên là thật tình là nói sao nghe vậy thôi. Bữa mà nói thầy cho bạn này trả, cái em nói thôi để em trả rồi, cho bạn này nó thôi để bạn này trả. Thì vậy thôi, trả luôn. Đó, người thật tình mà. Đây, thì em nghĩ là tại chắc không phải gặp lần đầu với sao, còn bị mấy lần nữa thì lần này mình trả, lần sau mình trả lại. Rồi đến lúc nào thì hai bạn mới kết nha? Em thì em học IT, em biết sửa máy tính. Còn cô này thì học kế toán, không biết gì về máy tính hết. Mà máy tính nhà cô này thì hư lên hư xuống hoài. Rồi có một bữa là làm bài kiểm tra hay luận văn gì đó, là cần gấp máy tính mà lúc đêm đó máy tính hư, rồi kêu em chạy qua sửa luôn. Rồi sau đó là sửa nhiều lần lắm đúng không? Dạ, nó cứ hư hoài. Nói chung hai đứa cũng phải cảm ơn cái máy tính. Là quen nhau, yêu nhau được là cái máy tính. Ai là người tỏ tình? Ổng là người tỏ tình. Em tỏ tình sao? Nhìn em chắc nghĩ em lãng mạn lắm đúng không? Thì bữa đó cũng như bữa bình thường thôi, là em vô công viên thôi. Rồi cái em tỏ tình trong công viên luôn. Em dắt vô, em nói em làm bạn gái anh nha. Rồi xong. Đang nhận được cái lời tỏ tình đó làm sao? Em bị sốc. Tại em thấy tỏ tình gì mà không có qua, cũng không có quà, không có gì hết, mà cũng không có sự chuẩn bị gì hết. Giống như vô cái hứng là nóng nói hay sao. Rồi xong sao em cũng chấp nhận. Rồi ba mẹ em gặp anh này á là có ưng liền không? Dạ có ưng. Thì sau đó mấy tháng là Tết á, thì em mới mời ảnh là với lại xin ba má với là cho dẫn ảnh về quê. Em là người ở Sóc Trăng á. Từ đây xuống đó thì cũng xa. Mà ảnh á thì là con một, mẹ cưng dữ lắm. Cho nên hôm bữa xuống á là mẹ bao nguyên cái xe 16 chỗ cho mình ổng đi xuống. Tới lúc ổng xuống ai cũng ra nhìn chân, giống như chuyện lạ vậy, có mình ổng bước xuống xe mà nguyên cái xe 16 chỗ. Về dưới ba mẹ nhìn ảnh sao? Lần đầu á là mẹ em á nói thì thấy ổng hiền, nhưng mà mẹ em kêu ra nó nhỏ hỏi thằng này nó có bê đê không, sao tao thấy nó ốm vậy. Em nói không, tại vì ổng ốm vậy thôi, nhưng mà ổng không có phải là ổng men lắm. Dạ. Rồi sau đó thì bao lâu tụi em mới đám cưới? Thì quen nhau là khoảng 6-7 năm gì đó. Rồi là sau đó tụi em mới đám cưới với nhau. Thì trong cái lần 6-7 năm đó cũng gây lộn. Gây nhau rồi qua lại rồi cũng chia tay 3-4 đợt vậy. Chia tay gì mà 3-4 lần dữ vậy trời. Quen với ảnh chán lắm chị. Sao vậy? 7 năm quen nhau luôn, ảnh không, ảnh tặng cho em chỉ duy nhất có một cây bông hồng thôi. Mà lần đó là em bức xúc quá, em kêu á, em nói là ngày mai qua phải có cái bông hồng cho em thì em mới đi chơi, không thôi em không đi chơi. Rồi có một lần đó là đi 8 tháng 3, ảnh qua, ảnh đi tay không vậy qua, em thấy cũng hơi buồn. Cái chở nhau đi chơi, cái em thấy ngoài đường người ta bán bông quá trời luôn. Cái em thấy ảnh chạy gần vô đó, em tưởng ảnh mua. Ảnh chạy vô ảnh chỉ với em, ảnh nói trời, bữa nay 8 tháng 3 người ta bán quà quá trời luôn. Tại sao vậy Nguyên? Dạ tại hồi đó giờ chưa bao giờ mua bông tặng ai bao giờ hết. Bởi vì có cảm giác mình vô, tự nhiên đang chở bộ phía sau mà vô mua bông cái cầm tặng liền, thấy kỳ kỳ sao. Tới nỗi hồi lúc mà cái nụ hôn đầu á là dạ dạ em chủ động. Tới lúc hôn là em phải chỉ cho ảnh là mấy ngày sau anh mới hôn được chứ ảnh. Giờ thành thạo chưa Quý? Dạ dạ đỡ. Giờ thành thạo chưa? Giờ đỡ. Mới đỡ thôi à, chứ chưa có thành thạo. Rồi á, nói nghe nè. Rồi em chỉ cho cách hôn. Rồi tới lúc mà cưới ổng rồi đêm tân hôn rồi ai chỉ cho ai?
Đêm tân hôn nó cũng chạy chặt, nó cũng kể luôn đi. Trước đó là tưởng đêm tân hôn là như bình thường như người ta, mà vợ em là đó giờ chưa có biết gì về mấy cái đó. Trước cưới hay có cái tâm lý sợ, rồi bắt đầu đi hỏi mấy đứa mà bạn mà cưới rồi á, hỏi nó đêm đầu sao, tụi nó mô tả cái gì mà giờ căng thẳng lắm. Rồi bữa đó em vừa đụng vô người cái là la, đụng là la. Em có thể cho biết bạn em nó nói cái gì mà em lại sợ vậy? Thứ nhất là do ở dưới quê á, người ta còn phong kiến lắm nên mẹ cũng không có dạy nhiều về cái chuyện này cho biết nữa, thì chỉ biết là đi hỏi mấy đứa bạn thôi. Rồi mấy đứa kia thì nó nói này nói kia, nói đau nói gì nghe sợ. Rồi thêm chồng em thì hồi đó giờ cũng chưa có kinh nghiệm nữa. Rồi mới chập vụ chuyện bài tới đúng một tuần sau. Một tuần sau là mọi thứ mới ổn. Rồi bây giờ cưới nhau về năm mấy rồi đó, thấy chồng em hiền quá, với IT nữa. Có tật xấu chắc là ít lắm đúng không? Cũng chỉ có mỗi cái là mê chơi game cực kỳ. Đám cưới xong á thì về dọn nhà em thấy xong mấy cái thùng, mấy cái hộp á mới quá, hỏi ra thì mới biết là trước khi cưới đó, tiền dành dụm bao nhiêu đó, hắn ta đem đi nâng cấp máy tính hết. Tại vì hắn ta biết á là vợ cay quá là về là không có thể nào nâng được, cho nên là bao nhiêu tiền đem đi nâng hết. Vậy thôi đó hả, không có cái tật gì xấu. Ổng tắm lâu, mỗi lần ổng tắm là khoảng 30 phút. Đầu tiên ổng về quê em lần đó đó là ổng tắm 30 phút mới xong. Mà ở dưới quê á, mỗi nhà chỉ có một cái toilet thôi. Mà toilet nhà em là vừa phòng tắm, phòng vệ sinh chung luôn. Ổng cứ tắm vậy rồi ngoài nhà em cứ đứng sắp hàng ngoài đợi. Ba em mới nói, mấy mốt nó về làm gã nhà này á, thì có cho nó cái toilet riêng. Ai mà bắt cầu đợi nó xong chắc đi ra quần. Tới giờ anh cũng còn tắm lâu vậy á. Sao vậy? Dạ tại vì cái tật em tắm á, là lúc mà Hoa sữa tắm lên á, sữa tắm giỏ nước xong nó còn cái nhớt nhớt lại, không có chịu được. Dạ, em có cảm giác như là nó chưa sạch á, em ngồi em chà hoài. Rồi vậy tật xấu của vợ làm sao? Dạ em thì dễ thương, cái gì cũng được hết. Có cái là hay tính toán chi ly tiền bạc lắm. Rồi hay có cái tật là kêu đồ ăn ra rồi tính lúc người ta tính tiền so tiền ở trên này với tiền dưới quê. Kêu tô bún bò ra là tính coi cái này bún nhiêu tiền, thật nhiêu tiền rồi nữa. Rồi tính tiền vốn gì, người ta lời, trời ta lời được quá trời luôn. Thôi trời lần sau không ăn nữa, thôi lần sau mua thịt đầu về mình tự nấu. Rồi còn chuyện gì nữa không? Về tiền bạc là quản lý chi li lắm. Với lại mua đồ á là chỉ mua số lượng thôi chứ không cần chất lượng. Ví dụ như là mua nhà tính bàn bạc mua cái máy lạnh đi, là mua cái máy nào miễn nó ra hơi lạnh là được. Không? Rồi thế mong muốn Trang thay đổi điều gì Huy? Mong muốn vợ là tiêu xài thoải mái hơn xíu nữa. Tại vì cái anh cái mức sống trên này nó không có giống dưới quê, nên nó cái nào mình chấp nhận được thì mình cứ chấp nhận thôi. Với lại thoải mái với em xíu, đừng có giận hờn vu vơ nhiều quá. Cái gì có gì không vừa ý thì cứ góp ý thẳng thắn, hai vợ chồng nói nhau rồi sửa chứ không có gì. Hay có giận là cái im re quay mặt vô tường ngủ rồi, em không biết, nhiều khi em không biết tại sao em bị giận luôn. Em chỉ mong muốn là ổng lười làm việc nhà lắm, ổng siêng làm việc nhà chút xíu. Với lại ổng không có thích vô bếp, mà em hỏi lỡ như mai mốt em bệnh hay gì rồi sao, ổng nói bệnh thì nấu mì gói cho ăn. Em nói trời, đang bệnh mà nấu mì gói cho ăn chắc bệnh thiệt. Ổng nói không hay, ra cháo cây thị mua cháo cho ăn. Còn game thì không cần bớt chơi, tại vì giờ em cấm, em không cho chơi nữa. Tiếc luôn nè, rất là giận hờn vu vơ là những cái lúc mà tự nhiên nhớ chực tới cái chuyện làm biếng, làm việc nhà, làm biếng nấu đúng không? Lỡ mình bệnh hay lỡ mốt mình sanh mình đẻ, rồi lúc đó ai nấu cho mình? Đúng không? Chứ dạ, đâu phải là vu vơ, giận phải có cớ chứ. Người ta khùng sao tự nhiên giận vu vơ. Chỉ có điều là em không chịu nói thôi đúng không? Dạ. Mà bạn này thì không có khả năng mà suy đoán được là lý do tại sao em giận. Thành ra là em nói đi chứ em đừng có để bạn đoán chi cho mệt. Hai cưng ha. Dạ. Ok. Trời ơi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dễ thương quá. Thôi chúc cho hai em sau ngày hôm nay về hai vợ chồng sẽ vui vẻ, hòa hợp với nhau hơn. Dạ. Ha. Và mau chóng có tin vui.